Hello, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn phát âm ba cái âm trong tiếng Anh. Đây là một trong những nguyên âm mà tôi sẽ hướng dẫn. Và trong những clip sau, tôi sẽ hướng dẫn các nguyên âm khác. Và hết cái phần nguyên âm thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị phần phụ âm. Và hôm nay lần đầu tiên tôi hướng dẫn quý vị phát âm ba nguyên âm này ha. Nguyên âm thứ nhất là âm E rộng miệng. Chúng ta phát âm là bè môi ra. Ok, người ta gọi đây là cái âm bè môi, okay. Cho nên mình phải bè e e e, ok, nó cái miệng cao phù e, đúng không? Và âm tiếp theo là âm âm ngắn, âm e ngắn. Đối với tất cả những âm ngắn trong tiếng Anh, khi mình đọc cái miệng mình rất là thư giãn ha, e e e e e, very good, tốt lắm ha. Và âm tiếp theo đây là âm diphthong, là âm dài, âm đôi, nguyên âm đôi. Ok, nguyên âm đôi chúng ta sẽ đọc bằng cách đây. Ok, mình đọc bằng chữ e, sau đó mình thêm một chữ y vào nữa. Ví dụ mình sẽ đọc là a, ok, thành hai nốt nhạc. Bạn bạn đọc này, a, ok, a, ok. Âm dài đọc bằng hai nốt nhạc. Ví dụ âm dài số thứ thứ nhất, e e e, âm ngắn mình đọc e e, ok. Và cái âm diphthong, nguyên âm đôi, mình cũng đọc thành dài luôn, đọc e e. Chúng ta làm bài từ đầu ha, e e. Âm số 2, e e. Và âm tiếp cuối cùng là e e, ok. Và sau đây là một số ví dụ. Thứ nhất, tôi phân biệt đọc từ cột thứ nhất, cột thứ hai và cột thứ ba để có sự so sánh ha. Ta đọc âm đầu tiên, đọc theo tôi. Man, man, man. Thấy. Và âm này chúng ta đọc là man, man, man. Cuối cùng mình đọc là main, main. Chúng ta sẽ đọc như sau. Ok. Chúng ta đọc chữ may, may và thêm chữ in nữa. Giống như hai chữ ha. Mới sẽ là main, 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 main. Ok. Ok. One, man, man. Two, man, man. Three, main, main. Very good. Chúng ta continue, continue. Right. Tiếp theo âm pan, pan. Và đây là pen, pen. Âm cuối cùng sẽ là pin, pin, pin. Very good. Right. Âm thứ nhất, cột thứ ba, dòng thứ ba, sorry, say, bad, bad. Đây là bed, bed. Đây sẽ là bait, bait. Good. Ok. Dòng số 4, tan, 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 tan. Và tain, tain. Rất khác nhau á. Bây giờ chúng ta sẽ so từng cặp một. Đấy, dòng số nhất nha. Dòng thứ nhất cột 1 và cột 3 à, chúng ta so sánh nè. Và man và main, pan và pain, ok, bad và bait, tan và tain. Very good. Right. Bây giờ chúng ta so sánh cột thứ nhất và thứ hai. Man, man. Pan, pen. Bad, bed. Ten, ten. Okay. Put these words in the sentences. Okay. You got a good imagination. Right. That's hey, you've got a great tan. Okay. You've got a great tan. Right. Okay. Rồi. Bạn mới đi tắm nắng, đi du lịch về cho nên là có một làn da rám nắng rất là đẹp. Hey, you got a great tan. Okay, repeat after me. Hey, you got a great tan. Very good. I have only 10 friends. I have only 10 friends. Okay, right. 10 friends. Say that again. I have only 10 friends. I have only 10 friends. Okay, that's it. Right. Right. Okay. And
keep, for example, this word keep going to the main gate, for example. Okay, now you say, keep going to the main gate. Keep going to the main gate.